lâu thì phải có cái bạn nha. Nên mình chọn hành tương đen, tính hành tính càng chi tiêu ra ăn nha, các bạn của mình nha. Thử dài dài, rất là ngon luôn. Ngon lắm. Giờ có 40 giờ. Mì tương đi, mua hai lạng trộn mất, xong rồi mua hai lá lên này nấu. Mình ăn quá một xíu, còn tới giờ cũng 40 giờ mình ăn lại có nhiều ngon. Ngon. Mình mua mất, còn biết nó có không? Nhà mình chiên bảo quả, mình ăn hết, chiên bảo quả. Mình này mua hai lạng trộn chung, một gói nhỏ một gói lớn các bạn, và cũng hẹn của tụi nó luôn chứ, cùng một hãng. Có hành đúng không? Mình cũng hợp hành không? Mình thấy vậy khi nào mình ăn mì mình phải cho hành luôn, nó ăn được nó ngon. Ngon. Mình nấu hai gói, mình ăn có hết không được. Sợ mì dai, dễ. Nó hơi lạnh các bạn, như điện hơi lạnh, mặc dù là mình làm khô nha, không phải nấu ướt. Này các bạn, mình phải tập thêm xíu á, đừng ớt vô. Mình nhắm có cay, ăn tương nấu. Mình nó tính là mình không có dám mà kiểu như nó lòng đỏ nó kêu mình nó lòng lỏng cho nó đẹp á, ăn mình bộ mình cũng yếu ăn không được, cho nên mình chở cái mặt hai mặt sau trước để cho chúng nó luôn ăn. Không? Thằng gì thấy không? Không làm bao lâu nha các bạn. Thằng mình nó không. Xin chị ăn cho nó đỡ nhé. Mình nó cũng hợp ổn định. Thấy là ngon. Nhớ không biết là không các bạn. Nó tiếp tục xuống nha. Ngon, ngon, ngon. Mình mới mua mấy thứ này, nếu nó thua, nó ăn có rõ không nữa. Năm, năm. Ngon. Mình chưa không? Mình hai bốn cái tay này, cái tay nhỏ nhỏ này. Mẹ mình hay làm tha cái to, để chỉ còn hai trái là nó này lên, mình cái nhỏ cho nên tha tới bốn trái. Mình sợ ăn ăn mì nó cũng nóng các bạn, cho muốn sáng uống cho nó vừa cũng cho nó vừa mắt đó. Đẹp chứ mực. Còn mì khoái là rất là ngon. Giờ nó hành mới lên nữa. Mình chọn nó nấu trước thôi. Xin chi ngon. Ngon, từ tua. Từ tua giờ tối chứ không phải từ tua quán nha các bạn. Sao cái gì uống luôn mình cũng phải là không đường, cũng phải ít được chứ, mà tôi là rất là nhiều đường các bạn, các bạn thấy không? Nhà mình một ngoài kia là cả nhà mình ai cũng một ly còn không ăn, mình ăn hết nồi luôn. Hay là lại đây thôi, cái hồi mình ăn cái tay, uống cái bạn kia không ngọt, mình chua là cực kỳ không thích luôn. Nhà mình yên nhẹ lắm, sao mình ăn nhắc, mình cũng ăn chua, cái mỗi mình nó ngọt. Ngon. Nhìn bắt đầu ngon rồi, hơi ngon. Nãy mình qua luôn giấy, giờ có không biết đi đâu, mình có trách nhiệm. Nếu bạn mà sai á, mình nhiều. Mình
thời gian. Thế nhưng mình không có bao nhiêu phút, mình lấy cộng hình lên trong một cái thử, thế là được hình rất này là không có. Tin tin đâu có mua, không ngồi ăn không mua, đâu có đánh mua à? Không, không mua. Em cũng khá là lỏng, ngày mình mỗi lần mà nó ăn chung á thì thường sẽ là tiêm chứng gà cho em luộc lên tầm 2-3 phút gì cho cái lòng đỏ ở bên trong vẫn còn, thì xong rồi mới lấy bỏ ớt, chẳng ớt vô, xong rồi dành nước tương vô, cái bắt đầu chấm luộc cái cải thiện các bạn, thì chúng nó là xong rồi ăn với cơm nóng nóng mất thì chấm phải ngon. Họ muốn ăn gì? Để mình